Yo, hello anh em hai, chào mừng quay trở lại với channel mình. Thì lại mình Tâm Blood Gaming đây. Uầy, vừa nhận được quả skin của tháng cũ anh em ạ. Đây, nay là đầu tháng mới rồi nên là chắc còn bây giờ tầm khoảng hơn 11 giờ tôi vào tôi quay clip với cả review vòng quay mới luôn cho mấy ông xem này. Rồi. Đây, các kiểu nó vẫn thế đây, cái vòng quay mới đâu nhá. Đây thì tôi bấm vào để mình xem nhá. Đây, uầy. Đây là 3.0 nhá. Có Maria nhá. Tara với cả Aoi à. Uầy, bao quả skin nhìn toàn màu trắng với cả màu tím luôn ạ. Đây Tara này, đây là Aoi này. Uầy, được cái nhỉ. Xong xuống đá quý thường nào. À đá quý thường là 3 skin Dream à. Đầu tiên là Quy Bánh Bao này. Xong đến Frantino này. Xong rồi đến Lavi à. Chúng mình sau cả 6 giờ skin này là chắc là mới là lần đầu nên nó chưa rerun ấy, là quay cái lão lại. Cứ làm tạm vòng quay 3.0 trước đi. May là anh em mình quay từ từ nhá. Tại vé quay nó cũng kiểu bị ít quá ấy, nên là cố gắng quay từ từ luôn. Biết đâu nó lổ sớm thì lại ngon đi. Nào, quay vòng quay 3.0 trước đi. Ôi, lấy ra không ra gì luôn à. Toàn vàng và ruby luôn. Cũng tưởng quên quay không quay màn hình như. Nào ra đi. Skin nào cũng được. Ra. Uầy, được Tara luôn. Xịn xò luôn. Uầy, nhìn Tara chất thế nhỉ. Lực điền ấy. Mà thay đổi Tara trong này luôn nhá. Đâu rồi, đấu sĩ đâu. À đâu đỡ đòn chứ. Đâu, đây đây. Tara. Siêu to khổng lồ. Ngực tấn công ngung phòng thủ. Rồi tiếp đến. Nhìn Maria nhìn kinh dị vết chuồng à. Sợ thế nhỉ. Nhưng mà vẫn phải quay em nó về siêu tầm luôn. Lỗ. Uầy vòng quay là tận 60 lần mới hôn lỗ 3.0 à. Lỗ đáng quý cơ. Hảo hán thế nhỉ. Ở à đây được một viên đáng quý này. Tiếp nào. Ra gì nào. Bùm. Ui, được Maria luôn anh em ơi. Skin màu trắng luôn. Bóp lát mặt lạ. Đấy. Nhìn quá chất chơi. Người trắng luôn. Ok nhá. Đây, quay được một skin này anh em mình trang bị với trang cá nhân luôn. Nhìn cho nó gọi là chất. Đâu rồi, Maria đâu rồi. À đây. Để tôi trang bị trang cá nhân luôn xem mà con nào tôi chưa mua tướng ấy thì anh em mình mua luôn. Tại có mấy con tướng tôi vẫn chưa mua mà. Đâu. Ok vẫn đủ tướng đây mà. Đây là Jenna cái skin điểm danh này. Điểm danh của tháng cũ, anh em điểm danh tháng cũ về tháng mới thay skin mới rồi nên là nó gửi vật điểm thời gửi cái quả skin đấy vào lại thư cho tôi. Rồi tiếp tục cái vòng quay đây. Kìa. Ra đi. Để tôi chuyển sang Aoi để cho kiểu tăng độ may mắn nhé. Anh em thích skin nào anh em đổi sang skin đấy. Anh em đổi sang cái hình lên động này sang skin mà con anh em thích ấy. Tăng độ may mắn ngay. Này. Này ra luôn đá quý 3.0. Chuẩn bị ra Aoi này. Mình vừa mới đổi sang Aoi mà chắc tăng độ may mắn này nó. Đấy nói có sai đâu. Ra luôn Aoi. Xịn luôn. Ui ui ui. Quả này đu dây phải gọi là tới bến luôn. Biến thành tặc răng nhí luôn. Rồi Aoi Aoi. Ờ đây Aoi đây. Chuyển sang ạ. Ok. Ui nhìn đẹp đấy nhở. Rồi xong vòng quay 3.0 nhá. Để đến vòng quay thường. Vòng quay thường à. Rồi cứ quay để đây để cho nó quay ra quy chút đi. Quy bình bao trước đấy. Ui ra toàn ruby luôn. Nào nào nào. Quy bánh bao. Ui là Lavi Dream rồi. Ui skin này hiếm nhá. Ui ui. Chuyển động các kiểu luôn. Ui nhìn hiệu ứng hoạt ảnh xuất hiện nhìn chất đấy anh em nhỉ. Add Dream. Ok. Không chia sẻ được à. Mình định chia sẻ ảnh các kiểu nhưng không chia sẻ được. Ok trang bị luôn. Lavi
đồ đề pháp sư là Lavi. Lavi, à đây, Lavi đây. Ô, đây rồi. Bật mạng, ok. Ui, nhìn to thực sự luôn. Nhìn quả trang cá nhân kiểu nhìn sôi động luôn. Nào, tiếp tục nào. Ô, cứ để quy đi, mình quay ra quy luôn. Nhưng có khi mình để quy, mình lại quay ra phần lo là sao anh em nhỉ? Nào, ra quy đi. Quy nhìn chất lượng thế này mà. Ấy, để con nào là tăng độ may mắn của con đấy lên luôn. Ra quy luôn. Ok luôn. Ok. Đâu, thay quy luôn, thay quy luôn. Quy mình có mấy skin rồi ấy. Đây, có skin tuyết này, skin thường hạng này, thêm cả skin Ed Dream nữa. Đâu, bây giờ quay load floor nữa là xong. Load floor nữa là full 6 skin luôn. 5 lần. Bùm. Pew. Ui, không ra gì luôn. Ui, floor có hoạt ảnh này còn nháy mắt. Kiểu chibi ấy. Kiểu nháy mắt ấy. Ui, ra luôn anh em ơi. Đấy, cách anh em cứ áp dụng cái cách là anh em muốn quay con nào là đổi sang hoạt ảnh con đấy, hiện là còn vòng quay không bảo phát là tăng đội mà lên luôn. Quấy rồi, ui, ngon lành luôn. Trang bị luôn anh em ơi. Uầy, nhìn ngoài đi. Florentino, Florentino. Florentino rồi. Đây, 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 đây. Đấy. Uầy, uầy, có hai. Một, tôi có hai là, một là giám sát tinh hệ, hai là Dream. Được thế nhở? Rồi, thì chắc là clip mình cũng sẽ tạm dừng ở đây thôi. Đây, để tôi check phần tin nhắn cho mấy anh em lên TV các kiểu luôn. À, anh em nào thấy clip mình hay thì mới là chạy một like, một share, một lượt subscribe kênh đủ cho mình nhá. Còn thường không hay thì nhớ làm cả ba điều ấy. Ok, bye bye anh em. On the other side.